Xe bị hư dọc đường, kêu xe thâu đến thâu nữa vậy. Đang chạy nửa chừng cái bánh nó bị bung ra vậy. Đó, mình chờ xe thâu đến tiệm sửa xe nè. Đó, thì coi cái bánh xe nè. Giống như gãy cái nhíp luôn. Đó, này xe thâu. Khi mình hư xe mình kêu nó lại nói gì? Đậu trước nhà người ta luôn nè. Ok. Thank you quý vị. Thâu xe hư ở Mỹ trên đường nè.